Xin chào anh chị em đam mê Liên Quân, lại là mình Bob Liên Quân đây. Đấu trường mùa đông 2022 vừa kết thúc. Bên cạnh những tiếng chúc mừng cho cựu vương đã thành công bảo vệ chức vô địch của mình, thì cũng sẽ có những người thể hiện sự tiếc nuối dành cho VGaming, ông vua về nhì quốc nội, khi họ đã vụt mất những cơ hội đáng tiếc không chỉ một lần. Tuy nhiên, thì ai trong chúng ta cũng phải công nhận rằng hai đội tuyển này thi đấu gần như là 1-9-1-10, là những kỳ phùng địch thủ tuyệt vời, giúp tạo nên những trận đấu hấp dẫn, kịch tính nhất. Thêm nữa, việc thắng thua trong thi đấu hay thế trận có thể đổi chiều bất cứ lúc nào là không thể lường trước được, nên các fan đừng quá buồn nhé, vì trước mặt còn vô vàn giải đấu lớn nhỏ vô cùng hấp dẫn, nhất là giải đấu APL sắp tới. Vậy nên hôm nay hãy cùng mình nhìn lại hành trình của các chú chim vàng đen tại đấu trường danh vọng mùa đông năm 2022 này nhé. Ấy mà trước khi vô chuyên mục chính, đừng quên dừng khoảng chừng là 2 giây, nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Bọc Liên Quân để tiếp thêm động lực cho tụi mình nha. Ok, let's go thôi nào. Các bạn còn nhớ ở đầu mùa giải khi các anh chàng VGaming vừa thi đấu ở quốc tế về, những khó khăn do sức khỏe liên quan đến Covid-19 hay việc chưa thoát khỏi meta cũ đã khiến cả đội gặp rất nhiều khó khăn trong khi thi đấu. Điều này có thể thấy rõ ở trận thi đấu đầu tiên với Heavy. Cả đội phải thi đấu online tại Gaming House, cũng như để thua đầy bất ngờ trước những cơn địa chấn với tỷ số là 2-3. Cú sốc đầu mùa giải vẫn chưa dừng lại ở đó, khi ở trận đối đầu với TDT Esports, VGaming đã để thua tới 1-3. Từ đây, những bất an trong lòng người hâm mộ bắt đầu nổi lên rằng có khi nào những cánh chim vàng đen đang ngủ quên trên chiến thắng hay chăng? Sang tuần thi đấu thứ hai thì tình hình đã có vẻ ổn hơn một chút khi mà VGaming dễ dàng lấy đi 3 trắng của XT, nhưng cũng lại để thua một đội tuyển mới nổi lúc bấy giờ là Boss Gaming với tỷ số chung cuộc là 3-2. Bắt đầu giai đoạn cuối của lượt đi, VGaming đã bắt đầu nắm bắt được nhịp thi đấu cũng như meta ở hiện tại. Nổi bật nhất là hai trận đấu với đội tuyển Saigon Phantom và Team Flat. Khi đối đầu với ông vua quốc nội, cứ ngỡ rằng đây sẽ là một trận tâm điểm rằng có điểm số quyết liệt. Nhưng VGaming đã say no với tỷ số chung cuộc là 3-0. Lúc đó mọi người còn đùa rằng đây là thời điểm VGaming bắt đầu rơi khỏi hàng hay thực hiện thử thách đi từ đáy xã hội đi lên. Minh chứng cho những suy nghĩ trên là trận đấu đối đầu với Team Flat và VGaming đã giành được chiến thắng với tỷ số 3-1. Lúc này là đại bàng tung cánh bay xa, bay cao, bay lên top 2 của bảng xếp hạng lượt đi sau những lần trận đầu mùa không mấy tốt đẹp. Sang tới lượt về này, những cánh chim vàng đen bắt đầu bộc lộ sức mạnh của mình. Họ liên tục tạo ra các bài đánh mới lạ, tạo meta có thể kể đến như cặp đôi Morgana, Helen. Ở tuần đầu tiên, trận thi đấu kịch tính phải kể đến là cặp đôi duyên nợ VGaming và Saigon Phantom. Trái ngược với trận lượt đi khi Saigon Phantom đã để thua trong ván trước VGaming với tỷ số là 3-0, thì giờ đây, một ngày thi đấu đôi cỏ giành lấy từng điểm số vô cùng căng thẳng, hấp dẫn và xứng đáng là một cuộc đối đầu siêu kinh điển mà người hâm mộ thật sự mong muốn nhìn thấy ở cả hai đội tuyển này. Tuy nhiên, thì chiến thắng chung cuộc thuộc về những bóng ma sai thành với tỷ số là 3-2, đầy hấp dẫn. Kiểu mình thấy hai đội này thường xuyên giật tay nhau vào trận quyết định, làm mọi người hồi hộp như này luôn đấy. Ngoài trận đấu gục ngã trước ông vua quốc nội thì tất cả những trận đấu còn lại, những cánh chim vàng đen đều dễ dàng hạ gục các đội còn lại, kể cả những đối thủ nặng ký như Boss Gaming, Heavy, Team Flat hay TDT Esports. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trên thì sau khi kết thúc vòng bảng, VGaming đã vươn lên và giành ngôi vị đầu bảng một cách không thể thuyết phục hơn. Với vị trí nhất và nhì bảng, VGaming cùng với Saigon Phantom sẽ có màn đụng độ tại lượt trận đấu playoff đầu tiên để quyết định xem đâu sẽ là đội tiến thẳng vào vòng chung kết và có mặt tại nhà thi đấu quân khu 7. Đúng với tính chất quan trọng của trận đấu cũng như đẳng cấp của cả hai nhà vô địch, hai đội tuyển đã cống hiến chúng ta một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng khốc liệt khi mà có đến 7 ván thi đấu được diễn ra. Saigon Phantom là đội tuyển bước vào lượt trận này với sự chuẩn bị tốt hơn khi đã dẫn trước VGaming với tỷ số 2-0. Tuy nhiên thì VGaming cũng đã cho thấy được mặt đẳng cấp của nhà vô địch thế giới. Họ không phải là những cánh chim dễ bị bắt nạt. Liên tiếp là những màn gỡ gạc điểm số đầy nghẹt thở để cân bằng lại hai đều cho những cánh chim vàng đen. Rồi, Saigon Phantom thua trong trận đấu này.
Ở ván thi đấu thứ 5 và thứ 6, lại là một màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn giữa Sài Gòn Phantom và VGaming. Một lần nữa, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai đội tuyển này lại đưa chúng ta đến với ván thi đấu thứ 7 mới có thể tìm ra được cái tên tiến thẳng vào vòng chung kết. Và lúc này, những bóng ma sẽ thành ông vua quốc nội chính là đội tuyển có cho mình tấm vé chung kết khi đã đánh bại được VGaming một cách không thể thuyết phục hơn. Mở đầu ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải là loạt trận playoff 3 giữa những cánh chim vàng đen và biệt đội Chiếc Hộp. Phải công nhận rằng trong trận đấu đó, VGaming đã có một tinh thần tập thể cũng như sâu diễn kỹ năng rất tốt từ khâu di chuyển cho tới khuôn team. Họ liên tục giành được quyền kiểm soát thế trận mà không cần phải giao tranh quá nhiều. Kể cả khi bóng tạo được lợi thế ngay từ đầu thì VGaming vẫn có thể tạo được đột phá để lật lại thế cơ. Việc giành chiến thắng 4-1 trước Box Gaming cũng phần nào chứng minh được quyết tâm của VGaming đối với gươm và khiến danh vọng ở trận chung kết. Và một lần nữa, hai đội tuyển được góp mặt trong trận chung kết không thể nào là ai khác ngoài hai cái tên định mệnh, đó chính là Sài Gòn Phantom và VGaming. Trong một ngày lịch thi đấu dồn dập của VGaming, cứ ngỡ rằng bước vào trận chung kết này, Sài Gòn Phantom sẽ là đội tuyển có cơ hội để vươn lên giành lấy cho mình những điểm số trước. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. VGaming, đội tuyển đã thi đấu playoff nhánh thua với 5 trận trước đó để giành quyền vào chơi trận chung kết, mới chính là đội tuyển áp đảo. Thậm chí là áp đảo với tỷ số 3-0 vô cùng bất ngờ trước vô địch quốc nội đầu tiên đang đến rất gần với VGaming rồi. Tất cả các fan của hai đội tuyển cũng như ban tổ chức đều đã bắt đầu nghĩ đến kết quả 4-0 dành cho những cánh chim vàng đen tại trận chung kết này. Thế nhưng, kịch bản điên rồ nhất của lịch sử đấu trường danh vọng đã diễn ra khi mà lần lượt là 1, 2 và 3 ván liên tiếp sau đó với sự nôn nóng và những quyết định sai lầm đã khiến cho VGaming phải trả giá và đánh mất lợi thế ban đầu rất lớn của mình. Dù cho trước đó, đây chính là đội tuyển đang giành được rất nhiều ưu thế trong trận đấu. Chỉ cần họ bình tĩnh, biết chắc chiếu từng cơ hội là đã hoàn toàn có thể kết thúc trọn vẹn mùa giải đầy thành công của mình. Đương nhiên, cái giá phải trả cho sự nóng vội đó chính là việc họ phải gục ngã trước cánh cổng thiên đường một cách vô cùng nuối tiếc. Sài Gòn Phantom với tâm thế vững vàng đã từng bước cân bằng lại từng điểm số và rồi cuối cùng họ đã thành công lật ngược thế cơ, hạ gục VGaming để qua đó ghi tên mình vào lịch sử của đấu trường danh vọng khi xuất sắc lật kèo với tỷ số 4-3. Và một lần nữa, cũng tại giải đấu này, cũng chính đối thủ này, VGaming vẫn chưa thể một lần đánh bại được ở vòng chung kết và cái mác ông vua về nhì lại tiếp tục đèo bám Han và những người đồng đội. Vậy là chúng ta đã cùng nhau nhìn lại hành trình của VGaming, một đội tuyển có kỹ năng cũng như là tinh thần đồng đội rất tốt. Tuy nhiên, công tâm mà nói, 4 ván sau của VGaming đã có nhiều pha hơi nóng vội. Một phần mình nghĩ do tâm lý nôn nóng muốn chiến thắng nên đã để lộ ra nhiều sơ hở. Thôi thì thắng làm vua, thua thì làm lại đúng không nào? Sau khi giải đấu kết thúc thì nước mắt của chàng tuyển thủ Bert LB đã rơi, lưng của Marit thì như gãy ra, cả 7 người trong đội thì đứng trong bóng tối nhìn về sân khấu của Sài Gòn Phantom. Vì vậy, đội trưởng Han luôn cố gắng động viên mọi người. Nhưng mà mình xử lý sai rồi, nên là mốt mình sửa lại, hiểu không? Mình còn nhiều dễ lắm. Cùng mình xem ok không? Check. Không có gì phải buồn hết á Hải. Mình làm tốt rồi mà. Đâu có gì phải buồn đâu, mình làm tốt rồi mà. Biết rồi, mình tiếc nhưng mà mình cố gắng lên, không có gì hết. Đó cũng là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những nội dung tiếp theo. Bye bye.